Dù là quay dọc camera hay là quay ngang camera xong rồi crop đi hai bên để lấy video dọc á, thì bạn vẫn sẽ phải tuân theo một số cái nguyên tắc về mặt bố cục. Phim ảnh có lịch sử hàng trăm năm rồi và nền tảng video, nền tảng bố cục khung hình cũng từ đó mà hình thành. Và tất cả những cái kiến thức đó thì đều phục vụ cho khung hình ngang, thậm chí là rất ngang. Vậy đối với video dọc thì bố cục nào sẽ là đúng, bố cục nào sẽ là nên dùng? Có cách nào để quay được một cái shot quay mà lấy luôn được cả ngang và cả dọc hay không? Mình đã dành ra nhiều ngày để mà xem các thể loại video dọc, từ vlog, sitcom, phim cho tới video review, phim travel. Thì mình thấy là quay video dọc thực ra nó cũng không khó lắm, mà thậm chí có một số điểm nó còn lợi thế, nó dễ quay hơn là video ngang nữa. Và đây chính là những thứ mà mình đúc kết được. Phần lớn thế giới này được hoạt động trên mặt đất theo chiều ngang. Con người đi bộ, xe cộ đi bộ, những cái tòa nhà trải trên mặt đất, những cái hành động thì đều đứng trên mặt đất và trải dài theo chiều ngang. Chính vì vậy việc lựa chọn một cái bố cục để quay video dọc nó là một cái thử thách. Nhưng có nhất thiết mọi thứ sẽ phải cao lên khi mà chúng ta quay dọc hay không? Mình thì cũng chỉ mới chơi TikTok được có một thời gian gần đây thôi, cũng làm một số video clip dọc thôi. Nhưng mà khi mở điện thoại ra thì mình chợt nhận ra, ôi trời ơi, trong điện thoại mình có rất là nhiều video mà mình đã quay với lại bố cục dọc và thậm chí là nó đẹp nữa kìa. Thì thực ra là từ lúc sử dụng smartphone là mình đã bắt đầu quay video dọc rồi. Thứ mà mình nhận ra đó là thay đổi ngôn ngữ kể. Chúng ta có thể chọn những cái khung hình thể hiện chiều cao, chiều sâu thay vì là chiều ngang. Khung hình dọc thì lại phù hợp với những ngôn ngữ kể, những cái từ ngữ mang tính cao, như là một cái ngọn thác cao, một cái ngọn núi cao, một cái tòa nhà cao tầng cao, một cái cây cao. Còn khung hình ngang thì nó lại thể hiện những thứ mang tính trải dài rộng hơn, như là những cái dãy núi trải dài mênh mang, hay là biển trời mây mênh mông, hay là những cái cánh rừng bạt ngàn. Quay dọc hay quay ngang thì nó đều có những thế mạnh riêng cho mỗi cái kiểu quay, và nó thể hiện tốt nhất cho những cái ngôn ngữ kể của dọc cao hay là ngang rộng trải dài. Ở video trước thì mình có đề cập tới việc là quay khung hình ngang để crop đi hai bên để thành khung hình dọc. Đó thực sự là có thể làm, nhưng nó chỉ phù hợp với những dạng quay vlog, những cái dạng quay mà ngồi nói chuyện như thế này mà không yêu cầu nhiều về mặt bố cục. Bởi vì thực tế thì khi mà quay khung hình dọc á, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn lại cái cách nhìn, lựa chọn lại cái ngôn ngữ kể để có thể thể hiện rõ nhất cái câu chuyện, cái ngôn từ, cái ý niệm, cái thông tin mà mình muốn kể, muốn truyền tải thông qua cái hình ảnh để người xem nhìn thông qua thị giác và cảm nhận được và hiểu được. Ví dụ như đây là một cái góc quay ngang, mình dùng góc rộng thể hiện chiều ngang. Một cái căn phòng nhỏ nhưng mà nhìn rất là rộng rãi, chứa được rất là nhiều đồ. Nhưng nếu mà mình crop đi thì chúng ta sẽ không còn cái cảm giác rộng rãi đó nữa. Kể cả là có thay đổi góc quay, lựa chọn góc khác đi nữa thì cũng rất là khó để mà minh họa một cái chiều rộng theo bề ngang bằng cái khung hình hẹp. Muốn nói nó rộng nhưng mà lại dùng cái khung hình hẹp á thì nó rất là khó. Ngoài chiều cao thì khung hình dọc còn diễn tả rất là tốt liên quan tới chiều sâu. Một cái con đường sâu hun hút hay là một cái con đường mà nhân vật đi xa ra hoặc là đi gần lại, và chúng ta có thể dùng len góc rộng để có thể làm cho cái con đường đó nó sâu hơn, nó xa hơn, nó hút hơn. Nên có thể chốt lại á, là những anh em nào mà quay TikTok, quay mà cần bố cục rõ ràng phục vụ cho nền tảng video dọc trên điện thoại á thì nên quay dọc luôn. Còn những anh em nào mà quay vlog hay là những cái mà phục vụ cho nhiều nền tảng á thì ok, không cần quá quan trọng về bố cục thì có thể là quay ngang xong rồi crop dọc. Cũng phải nhắc lại là nếu mà anh em xác định là quay TikTok, Facebook, YouTube Shorts hay là những cái nền tảng mà làm video dọc luôn á thì anh em nên quay camera dọc luôn, nó sẽ là lợi thế nhất. Tất nhiên nó cũng sẽ có một số điểm lưu ý mà chút xíu mình sẽ nói. Nhưng nếu mà anh em vẫn còn đang phân vân lúc ngang lúc dọc thì đầu tiên là anh em chọn các cái setting mà có cái tỷ lệ vuông, ví dụ như là 32 hay là 43 trên một số cái camera nó có hỗ trợ á, để chúng ta lấy được cái góc rộng nhất cả về bề ngang lẫn bề dọc, để về nhà hậu kỳ crop đi cũng lấy được rất là nhiều thông tin. Chúng ta có hai lựa chọn, đó là quay video ngang căn theo bố cục ngang và căn theo bố cục dọc là phụ. Lựa chọn thứ hai á là quay video dọc xong căn theo cái bố cục dọc và căn theo cái bố cục ngang là phụ. Có vẻ như cách này nó hơi lộn xộn nhưng mà đó cũng là một cái giải pháp. Đơn giản là anh em bật cái lưới 1/3 lên, sau đó thì căn theo cái lưới đó. Hoặc mạnh mẽ hơn thì anh em dán thêm hai cái đường băng keo để mà nhắc nhở mình là khi mà quay ngang á thì sẽ cần phải căn thêm khung hình dọc nữa. Để mà nếu quay ngang crop dọc hay quay dọc crop ngang á thì mình vẫn có thể sử dụng được cả hai khung ngang và khung dọc. Cái chuyện đau đầu sẽ xảy ra ở đây á là đứng
tại khung hình đó thì anh em phân vân là bây giờ nên chọn quay ngang hay là quay dọc, bởi vì á, đứng tại một chỗ thì không bao giờ có cái bố cục hoàn hảo cho cả hai. Ví dụ như quay ngang á, thì chúng ta sẽ phải di chuyển qua một địa điểm xa hơn để quay được nhân vật với lại đối tượng nó nằm ngang nhau, nó theo bề ngang. Nhưng mà nếu mà quay dọc á, thì nhiều khi đứng đó xong chỉ cần đưa camera cao lên hoặc là chúng ta vẫn sẽ phải di chuyển ra một cái vùng đất cao hơn hoặc là thấp hơn để có thể quay được đối tượng nằm ở dưới và ở trên theo chiều dọc khung hình. Thực sự xem lại tất cả những cái video dọc mà mình đã từng quay ấy, thì mình thấy nó khá là thú vị, một cái cách nhìn, một cái tiếp cận đến thị giác theo chiều cao và chiều sâu, nó làm cho câu chuyện của chúng ta mới lạ và thực sự là thú vị. Và hiện tại có một tin rất hay mà mình phải chia sẻ ngay với anh em, đó là Fuji đang tổ chức cái cuộc thi video ngắn tỷ lệ 9:16 là video dọc á, để kỷ niệm 90 năm thành lập hãng Fujifilm. Giải thưởng lên tới 77 triệu đồng. Làm video dọc, video ngắn kể lại hành trình sáng tạo của anh em. Làm liền anh em. Một điểm rất là quan trọng khác biệt giữa quay video ngang sau đó crop đi so với lại quay video dọc như thế này ấy, đó là cái chiều cao mà chúng ta lấy được trong khung hình. Cụ thể nếu như chúng ta quay video ngang ở cái tiêu cự 16mm, khi mà quay dọc camera để mà lấy được cái chiều cao tương tự thì chúng ta chỉ cần nhân 2 lên là thành 32mm là chúng ta có được cái chiều cao này. Và nếu như đối với điện thoại anh em nào mà quay cái cam X1 theo chiều dọc á, mà muốn quay ngang xong crop đi để có được cái chiều cao của cam X1 á, thì anh em sẽ phải chuyển qua cam 0.5 để mà chúng ta chia đôi cái tiêu cự ra. Cam X1 thì nó rơi vào khoảng 26mm, chia đôi ra thì nó khoảng 12-13mm thì nó mới đủ rộng để crop đi. Chính vì cái sự khác biệt tiêu cự này cho nên nếu anh em nào mà đã quen với những cái tiêu cự quay ngang, ví dụ như là quay chân dung với lại góc 50mm hay là góc 85mm hay 24mm tùy theo cách mà mỗi người sử dụng, thì khi mà quay dọc thì chúng ta sẽ phải nhân đôi cái tiêu cự đó lên để mà đạt được cái góc rộng chân dung tương ứng ha. Đó là những cái thứ mà mình tìm hiểu được xung quanh cái bố cục video dọc. Và có anh em nào tò mò về cái cách làm video cũng như cách kể chuyện, chọn khung hình của TikToker Lê Tuấn Khang không? Mình thấy đây là một cái người làm video rất là vui. Hình như là anh em tự làm, tự học tất cả mọi thứ. Em nào thắc mắc thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Mình sẽ tìm hiểu, phân tích và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.